tươi mới. Và quan trọng nhất của Hoàng Yến đó chính là khi mà mình đại diện một bộ trang phục của nhà thiết kế nào thì Yến sẽ luôn hỏi nhà thiết kế đó là muốn mình trình diễn phong cách nào, và mình sẽ tuân thủ hoàn toàn 100% phong cách mà thiết kế mong muốn. Trong cái lần gần đây nhất là chị nhỏ lại với vai trò là ban giám khảo của chương trình Đại sứ Hoàng Mỹ, thì tại sao chị lại nhận lời tham gia show? Thực ra khi mà Hương Giang mở lời mời với Hoàng Yến để trở thành một trong những ban giám khảo của chương trình thì thực sự nó thật luôn là thời gian đó Yến rất là bận. Tuy nhiên mình cảm thấy ở nhận ở Giang một cái sự thuyết phục, và Giang là một người vô cùng gọi là nhiệt huyết với chương trình này. Và giống như là khi mà nghe Giang tâm sự, Giang đã bỏ hoàn toàn những cái mong muốn, những cái hoài bão của chương trình, những cái hoài bão của Giang vào trong chương trình, và chính điều đó là thuyết phục được Hoàng Yến. Chị có ngại không khi mà tên tuổi Hương Giang gần đây là bị khán giả? Chị nghĩ là chị không nên trả lời câu này. Trong cái chương trình đó thì chị nghĩ là chị tâm đắc nhất với cái vai trò mình ở cái cạnh. Chúng tôi xin được chào đón đại diện của nhà tài trợ An Nam Group. Xin được trân trọng giới thiệu anh Hoàng, CEO của An Nam Group. Để có thể chọn ra được, tại vì không xin được chào đón các vị đại diện của nhà tài trợ An Nam Group. Và cả Thùy cũng là thân, và Loan cũng là một chúng cô em đã từng làm việc với Hoàng Yến. Và cái mình quan trọng nhất là có thể công tâm và mình đưa ra được những nhận xét chính xác, để mà không có mang lại một sự xích mích nào cho huấn luyện viên. Và tất cả mọi thứ nó phải được gọi là chỉnh chu nhất, để cho các bạn thí sinh có những lời khuyên, dù các bạn có đi tiếp tới chung kết hay không, hay là các bạn dừng lại, các bạn cũng đã có những hành trang quý báu của các bạn rồi. Mỗi người thì có thắng cuộc là đối với Hoàng Yến thì một gương mặt mà để chúng ta có thể đi đến thế giới, đầu tiên các bạn phải có kỹ năng kết quốc tốt và có một gương mặt sáng. Chúng tôi xin được trân trọng chào đón đại diện của tài trợ Sun Kim Group. Bích trì và tiếng Việt là sao ta? Nó phải cùng với nó thì thu hút được khán giả. Khi mà chúng ta nhìn vào giao tiếp vào eye contact, tại vì nếu mà chúng ta theo dõi xu hướng các hoa hậu của Miss Queen nhìn trên thế giới hiện nay, thì hầu hết các bạn có xu hướng rất là bén ở sân khấu, không phải những cô gái xinh đẹp nữa. Nó phải là một cái nét đẹp cực kỳ bén và có thể thỏa mãn rất nhiều tiêu chí khác nhau. Về các kỹ năng thì nó đã là một chuyện rồi, về các phát ngôn của những cái bạn đó trong chương trình thì chỉ có những cái lời khuyên nào không? Hiện nay là cái nghiệp trẻ của các bạn có là nhạy cảm. Thật ra thì ý nghĩ như thế này, khi mà chúng ta tham gia một chương trình hay bất kỳ một làm việc công việc nào cũng vậy hết, khi mà chúng ta đã làm và chúng ta đã tham gia, chúng ta nên tôn trọng nó và tôn trọng những cái gì xảy ra với mình. Tại vì ý nghĩ là từ ngày xưa đã từng nói một câu này rồi, và bây giờ Yến lặp lại, tất cả mọi thứ xảy ra đều do bản thân mình mà ra. Trước khi chúng ta tất cả quý vị, và bây giờ đây thì xin được mời quý vị sẽ cùng có một cuộc trò chuyện nho nhỏ cùng với đương kim hoa hậu Hoàng Vũ Khánh Vân. Cảm xúc của Khánh Vân như thế nào khi tham dự tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Awatina? Đầm vô cùng đẹp của nhà thiết kế Công Trí, và bây giờ thì với cái không khí rất là nhộn nhịp, rất là tuyệt vời như thế này thì mình cảm thấy vô cùng hào hứng. Không biết là cảm nhận của chị khi mà anh Công Trí trở lại sau 2 năm mới quay trở lại Việt Nam International Fashion Week thì chị cảm thấy như thế nào? Có hào hứng và chờ đợi không ạ? Hồi sáng nay khi mà tất cả các người mẫu tập chương trình thì anh Công Trí nói là đây là một cái bộ sưu tập mà sau 2 năm anh mới trở lại chương trình tuần lễ thời trang Việt Nam, thì anh bỏ rất là nhiều tâm tư, tình cảm và công sức cũng như là tâm huyết vào đây, thì rất là hy vọng tất cả mọi người sẽ thể hiện và trình diễn rất là tốt. Và bởi vì là nhà thiết kế Công Trí là một nhà thiết kế mà rất là được nhiều các quý khán giả rất là yêu mến và cũng như là rất là mong chờ các sản phẩm từ anh. Và vẫn hy vọng rằng đêm nay sẽ là một cái đêm rất là tuyệt vời và thật sự bùng nổ. Cũng là một cái chương trình đầu tiên mở màn cho tuần lễ thời trang Việt Nam, và vẫn hy vọng là sẽ diễn ra một cái thành công và tốt đẹp. Gần đây thì có một cái thông tin là nguy cơ bùng dịch lại, thì chị có cảm thấy lo lắng khi mà cái khoảng thời gian nó gồm với lại cái chương trình của mình không? Khi mà mình hay tin là có khả năng sẽ bị bùng dịch lại thì với chương trình này thì ban đầu mình có hơi lo lắng, nhưng mà cũng tin chắc rằng với sự cố gắng nỗ lực của các y bác sĩ, các đội ngũ các y bác sĩ, các chiến sĩ, các tình nguyện viên và tất cả mọi người trên khắp cả nước Việt Nam của mình đang cùng chung tay chống dịch, thì Vân tin là những cái khó khăn sẽ vượt qua được, và cuối cùng đội Việt Nam của mình sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 lần này. Thì không biết là những dự án sắp tới của chị á, thì chị có thể bật mí chút xíu cho khán giả được không? Hiện tại thì Vân đang là đại sứ của OBV, viết tắt của One Body Village. Đây là một nơi chuyên giải cứu, bảo vệ các em bé đã từng bị xâm hại tình dục cũng như có nguy cơ bị khai thác tình dục. Và Vân sẽ theo đuổi và sẽ bảo vệ các em đến cùng để giúp cho các em có một cuộc sống thật là hạnh phúc và tốt đẹp trong tương lai. Mình rất là vui, mình rất là dũng, rất là lầy lội, nhưng mà mình chỉ mong là sẽ tạo được thật là nhiều niềm vui cho khán giả. Chơi rất là ham thể lực đó, thì qua cuộc thi này là Vân ham thể lực như thế nào qua cuộc thi này? Phải nói là khi mà tham gia chương trình Việt Nam Why Not Đi, Việt Nam Đi á, giống như mình cảm thấy là mình đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia vậy á mọi người. Tại vì toán nè, lý hóa nè, sử nè, lịch sử nè, rồi địa lý, tất cả rồi thể lực cũng như là thể dục nữa.
Phải nói là mình đã có những cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời mà Vân nghĩ là đúng là chỉ có tham gia chương trình thì mình mới có thể gọi là được cảm nhận hết được những cái điều tuyệt vời từ chương trình. Nhưng mà hơn bao giờ hết thì khi mà tham gia chương trình này thì mình mới thấy được là Việt Nam của mình quá nhiều cảnh đẹp, quá nhiều điều tuyệt vời. Và sau khi tham gia chương trình xong thì Vân có nói là tại sao đất nước mình có rất là nhiều địa danh rất là đẹp, rất là tuyệt vời, tại sao mình lại bỏ lỡ. Cho nên là chắc chắn là mình sẽ quay trở lại những cái địa điểm đã đi qua và cùng với gia đình mình thưởng thức những cái danh lam thắng cảnh và những điều rất là tuyệt vời đến nơi đó.